Xin chào các bạn, hôm nay thì Cúc Béo sẽ chia sẻ với các bạn một món mặn có cách làm đơn giản mà lại rất ngon cơm, đó là thịt băm sốt cà chua, cùng vào bếp luôn nha các bạn. Nguyên liệu để nấu món ăn này thì rất gọn, có thịt băm này, cà chua, hành khô, hành lá và các gia vị nêm nếm thông thường. Đầu tiên thì mình sẽ ướp thịt băm để thịt có cái độ đậm đà. Thì với 400g thịt mình ướp cùng với một thìa cà phê bột nêm, một thìa canh nước mắm, nửa thìa cà phê tiêu xay và một thìa canh dầu ăn. Trộn đều và để thịt thấm gia vị trong khoảng 10 phút. Thịt này mình dùng là cái phần nạc vai, thì cái phần thịt nạc vai nó sẽ có rắt thêm một chút mỡ thì giúp cho thịt không bị khô mà nó sẽ có cái độ ngậy và mềm. Và trong lúc đợi ướp thịt thì mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Hành khô thì các bạn có thể băm nhỏ hoặc thái lát mỏng tùy ý nhé. Cái thân hành lá thì mình sẽ sắt nhỏ, đầu củ hành to thì thái lát mỏng. Mình thích ăn cái phần đầu hành này, nó thơm bùi và giòn nữa. Cuối cùng là cà chua. Cà chua thì mình sẽ sắt nhỏ ra để xào nhanh nhuyễn mềm và tạo cái độ sánh cho nước sốt. Cà chua thì các bạn có thể điều chỉnh liều lượng nhé, cũng không sợ quá chua đâu ạ, bởi vì cà chua nó chín và vào mùa ấy, nó sẽ có cái độ ngọt dịu đấy. Khi các nguyên liệu đã sơ chế xong thì mình sẽ phi thơm phần hành khô với 2 đến 3 thìa canh dầu ăn. Khi hành vàng thơm thì mình sẽ cho cà chua vào để xào. Mình xào cà chua ở lửa nhỏ, nêm thêm ít bột canh hoặc bột nêm cho cà chua nó đậm vị. Và mình sẽ đậy nắp chảo, xào cà chua khoảng 3 phút cho cà chua nó có cái độ mềm. Sau 3 phút thì cà chua nó có cái độ mềm nhất định rồi. Thì mình sẽ đảo đều và cho thịt vào. Mình đảo đều tay cho thịt nó không bị dính chùm những tảng to nha các bạn. Và mình sẽ xào đến khi mà thịt nó chín hẳn đã thì mình mới nêm gia vị vừa ăn. Mình sẽ nêm một ít bột canh này, bột nêm, chút xíu bột ngọt, nước tương xì dầu. Và mình cho thêm tương cà nữa để tạo cái độ sánh cũng như là tăng màu sắc cho nước sốt. Nếu mà các bạn có cái lọ sốt cà chua mà thường hay dùng để nấu spaghetti đấy, mình ý đấy, thì các bạn có thể cho thêm vào nhé. Nếu thích có vị ngọt thì các bạn cũng có thể nêm thêm một chút xíu đường nữa. Sau khi nêm nếm gia vị thì mình sẽ tiếp tục đậy nắp chảo này, mình sốt thịt và cà chua ở lửa nhỏ thêm 8 đến 10 phút nữa cho món ăn nó có cái độ sánh đậm đà, nó quyện gia vị vào. Và nhất là các bạn nhớ lưu ý là mình nấu ở lửa nhỏ thôi thì thịt băm nó sẽ không bị khô ạ. Sau khoảng 10 phút thì lúc này thịt đã chín và nó sánh quyện vào sốt cà chua rồi. Mình sẽ cho hành lá, nêm thêm chút nước mắm cho vừa vị và dậy mùi thơm. Và rắc thêm ít tiêu xay, nấu nhanh thêm 5 đến 6 giây rồi mình tắt bếp nha. Thịt băm sốt cà chua thì các bạn ăn lúc nóng, thịt nó mềm và có độ ngậy. Nước sốt cà chua thì nó sánh quyện, có chút vị chua dịu thấm vào thịt nên rất dễ ăn. Thịt sốt cà là cái món mặn đơn giản nhưng lại rất đưa miệng và hao cơm. Rất thích hợp để các bạn nấu mỗi khi mà bạn không có nhiều thời gian hoặc là đơn giản là các bạn muốn đổi vị thôi. Mình muốn nấu một cái gì đó mà nó có thanh thanh, nhẹ nhàng một chút. Hy vọng với những chia sẻ của mình thì các bạn sẽ nấu thật ngon món ăn này. Nếu thích video này thì các bạn hãy nhấn like để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.